cả năm nha, và chào mình đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BillSugi đây, và chào mình đã quay trở lại với cái series mà BillSugi chơi Liên Minh Điện Thoại Nào. Thì ngày hôm nay nhận được ý kiến của rất là nhiều anh em luôn, thì mình sẽ làm Z 5 với 5 nha anh em ơi. Thì Z trong đây là chế độ One Phone nha, và bên kia chính là 5 mắt TG đó. Thì hồi hôm qua hay hôm kia anh em ơi, mình cũng đã đăng một cái video gọi là 5 mắt TG với 5 set á. Anh em nào mà chưa xem 5 mắt TG nó quẩy như thế nào thì đừng quên ghé lại video của mình đã từng đăng xem nha. Mới đây thôi anh em ơi. Thì nhận được ý kiến của rất nhiều anh em bảo là mình làm Z anh em ơi. Thì hôm nay mình quay server BB cùng với đó chính là chế độ One Phone này, làm Z ở trong chế độ One Phone, 5 con Z này nó combo ảo như thế nào thì hôm nay sẽ anh em sẽ được thấy nha. Ôi trên tóc quẩy nhiệt tới nhờ. Nãy mình biết lên top rồi, tự nhiên chạy xuống boss cái giờ không có gì chơi luôn em, buồn thế nhờ. Tóc quậy đúng nhiệt. Ê, dưới boss cũng có chuối nè, chơi luôn bạn ơi. Con lợn này, chạy đâu xong rồi chết chắc rồi em ơi, nó bắt tóc biến này chết chắc luôn rồi đó. Mình xin nha. Thì nếu như anh em nào mà muốn làm cái gì hoặc là thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình, hoặc là anh em muốn mình chơi con gì ở trong chế độ One For này á, thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình làm từng cái một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha anh em ơi. Thì mình cũng đã đăng khá là nhiều video One For nữa. Anh em nào mà muốn xem thì có thể bấm vào phần video của mình anh em ơi là thấy nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu như anh em thấy hay hãy đừng quên là một like ủng hộ mình, bấm đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông á để nhận thông báo mới nhất về những video mình đang trên kênh hàng ngày nha. Thank you anh em rất là nhiều. Kênh của mình sẽ cố gắng cập nhật cho anh em những cái meta mới nhất về Liên Minh Điện Thoại, và cũng như là mấy cái đồ dị nè, cũng như là những cái chế độ liên quan đến Liên Minh Điện Thoại mà nó ra á, mình sẽ cập nhật cho anh em liên tục nha. Hôm nay mình sẽ chơi Z One Phone, 5 con Z qua lại 5 con mắt TG. Anh em đoán đi, kiều này là ai thắng đây? Anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Anh em đoán thử kiều này là ai thắng đây, Z hay là mắt TG? Theo kinh nghiệm cá nhân cũng như là theo quyết định của anh em thì anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Mà mình sẽ cố gắng mình quậy hết sức cho anh em xem. Nhưng mà hết sức thì cũng không hết sức được đâu mà, tại vì bên đây nếu như anh em không thấy là cái lượng binh này là hơn 200 ms, tương đương với việc delay là gần không phải mấy, với lại là gần 1 giây đó, nên chơi nó cũng khá là lag, nhưng mà chơi hồi cũng quen thôi. Anh em muốn chơi One For này thì rất là dễ, anh em chỉ cần tạo quạt BBE xong rồi qua đây anh em chơi thôi. Tạo quạt BBE xong rồi qua đây chơi rất là dễ nha anh em ơi, nhưng mà chơi bên đây nó hơi lag thôi. Anh em mà chơi quen thì chơi, còn không chơi thì đợi về Việt Nam chơi. Việt Nam thì chắc tầm 1-2 tuần nữa là nó về thôi. Phiên bản sau nha, phiên bản sau là chế độ này nó về Việt Nam. Anh em muốn quẩy nhiều anh em quẩy luôn, còn mình qua đây mình quẩy trước cho anh em. Lúc đầu mấy ông Mataji này cũng không có chơi hổ báo cho lắm nha, mấy ông cũng muốn farm á, mình thì muốn đánh lộn hơn. Mà tự nhiên có ông kia đi rừng hay sao quá em ơi, có một ông đi boss thôi, còn hai ông đi top à. Đáng lẽ là phải ngược lại với ta, đáng lẽ là phải hai ông đi boss, một ông đi top với ta, sao lại có một ông đi boss như thế này. Ui trời ơi, tôi quên mất là ông còn W. Mà anh em thấy không, cái hiệu ứng thiêu đốt thấy đẹp không? Đó là mình muốn test cho anh em xem cái hiệu ứng thiêu đốt đẹp đó. Tại vì nếu như anh em chưa biết thì cái hoạt ảnh của cái thiêu đốt ở trên server BB này nó được sửa lại và cập nhật lại nha. Nó rất là đẹp luôn, không như thiêu đốt cũ đâu. Giờ khi mà nó thiêu đốt bên em là anh em sẽ nhận biết được là đang thiêu đốt hay là bị red đốt nha. Nó sẽ rất là rõ ràng. Như nếu mà thấy như hồi nãy mình thiêu đốt á, là lửa nó mắc bự luôn, mà bự mà nó còn rất là đẹp nữa. Mong là con MasterG này xuống đây chơi chung đi chứ. Một con MasterG này ở dưới đây sao chơi đây bạn ơi. Chơi tuần biện hành không như này cũng hơi mệt đấy. Xuống đây chơi chung đây. Ông kia đi rừng mà không găng như ông này nhìn cũng khá là tội. Thì dạo này mình chơi Z thì mình cũng lên đồ bình thường thôi em ơi. Mình lên full sức lực với lại full đam. Ôi, tôi vừa mới về một phát thôi là ông kia chết liền rồi. Xong nó nhảy giật rồi kìa em ơi. Anh nhảy nó muốn trêu ngươi mình được à. Con lợn này nó trêu Z là trêu mình luôn đó. Tại vì trong trận này có một con Z thôi, cái đậu xanh mình nhá, mắt gì này. Mày chạy về lẹ đi đó, đừng có tao thấy mặt nữa là chết mày luôn. Anh em nào mà muốn mình làm cái con gì ở trong chế độ One For này, hoặc là đồ gì nào, hoặc là cái meta nào mà anh em muốn mình làm thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện từng cái nha. Thanh kiếm nó rất là nhiều. Trận này thì team mình thì không ai đi rừng cả, mà team đó thì có đi rừng nên cảm thấy là chú boss này khá là thanh thản. Ông rừng ông không xuống đi găng mà để cho ông kiếm tự mình tự chơi luôn, tự sinh tự diệt luôn anh em. Mà 1-2 thì ai ngu đâu ra.
Chắc là mình cố gắng bê nút cái trụ này để ép rừng nó xuống hoặc là đi găng thôi. Chứ ở dưới boss này farm hồi ngu người luôn á. Đấy, bóc một cái trụ đầu rất là nhanh ngay phút thứ 6 thôi. Được quá trời tiền luôn nè. Bóc lớp trụ tiền quá trời. Thôi, đi găng thôi em ơi. Cái này. Hello, level 5 à, level 5 à, chú đây rồi, chú đây rồi. Úi xời, tôi đang canh tôi kết, không được. Hơi khó, thằng mất tài gì kìa. Sau lưng ông này, sau lưng ông này, sau lưng ông nè. Ôi chết rồi. Ủa W nó. What? Red đốt hay sao á? Hay là quá đánh chết ta? Mày sao nó chết vậy ta? Ủa phải đấy sao nó chết vậy anh em? Mất ảo luôn à. Ok mà làm sao? Cấm hoàng là được rồi. Xanh rồi, xanh rồi, xanh rồi. Có red luôn nè, ngon. Ok. Đang lên à, lên mình chơi luôn. Sợ vậy. Đi nhà mua đồ quá nha, giàu quá. 2000 mấy tiền. Lần nào về nhà quá 2000 mấy tiền á. Đấy, mua 2 mảnh. Thì Z này cũng giống như BZ khác thôi. Chúng ta cứ lên full sức lực thôi. Nếu như cái kèo solo 1-1 này nè, nếu như mà mình combo trước và combo trúng á, và combo nhanh đó nha, thì mình sẽ sốc đam, mình giết được con Master Yi này trong một cái khoảng khắc luôn. Là nó sẽ không đánh được mình. Còn nếu như mà mình nhay nhay mà để nó chém, nó tích được cái cuồng đao là nó chém được nhiều cái á, là cũng có gọi là nghi cơ mình solo thu đó. Nhưng mà nếu mình combo trước là thắng ấy chắc rồi. Ui, hấp diêm 3-1 ở dưới mít nè. Hay, ở đây có chuối nè em ơi. Mình còn 15 giờ nữa mới có anti nữa, hơi khó giết. Nhưng mà thôi, lên test thử nè, lên test thử sức mạnh nè. Test thử sức mạnh, cho hồi một combo còn chết. Mình xin nha. Từ từ em ơi, đợi, có rồi nè. Không cần rồi luôn. Không cần rồi luôn. Một pha sốc đam nhẹ nhẹ với Wii E và đánh thường kết hợp với nội tại. Sốc đam phát chết luôn ông mắt từ gì kia. Cộng với cái bản ngọc sốc điện này quá mạnh đi. Phạm nốt cái bản này xong về thôi. Giờ ai lên mình giết luôn mà anh em. Nếu mà tính sơ sơ thì tính trong cái tay mình thôi nha. Thì mình đang là đứa mạnh nhất rồi. Ây da, Quang Huy hụt. Phải nói bình tĩnh chút, Quang Huy chậm chậm là chút là có mạng rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao, mình giữ được mạng của mình là quá ổn áp rồi. Phải đó mình tưởng chết luôn á. Let's go, mu 401. Anh em nào mà xem ta hay và muốn ủng hộ mình thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông đó nha. Ông Z kia nói chung là cũng biết chơi đấy. Cũng biết gọi là combo đấy anh em. WLW cái kiểu chúng hết cái bộ, đâu phải dạng vừa đâu. Với lại là team mình lúc đầu game anh em ơi, ai cũng muốn chơi Z cả. Nên người ta biết Z này chắc chắn là người ta đã biết chơi Z rồi và muốn thử năm con Z này là như thế nào. Nên chắc chắn là team mình anh em biết chơi Z nhiều lắm. Mình thì biết chơi sơ sơ thôi anh em ơi, đủ biết combo thôi. Lô Master Yi nha, ông này Master Yi skin đẹp thế nhờ. Nhưng mà mấy đứa nổi bật anh em ơi, thường là đi trước đó. Nên là anh em chơi Master Yi mặc định thôi nha. Chứ mình thích là mình rượt mang nào cái skin mình giết nó. Chuối thơm. À có mắt à, cái đầu. Úi xời ơi, nguy hiểm rồi, xong tôi rồi. Oh my god, chưa hồi W anh em ơi. Phải đó định airplay, mình chưa có muốn rờ ngược về. Phải đó định airplay W mà W hồi còn dây, xui thật. Phải đó W hồi sớm là mình W ra. Rồi cầu quay á, để nó rượt á. Xong rồi mình giật ngược R về chạy. Và đó nếu mà giật R về sớm thì cũng không có sống nổi. Nó cũng rượt mà nó chém à. Ok, xanh rồi, 6-1 ở trận này thì có ông đang xanh bằng mình luôn á, căng á. Mà cái skin Master Yi kia đẹp hông? Mình không biết tên là cái gì nữa. Nhưng mà hình như là skin mới đó anh em ơi, skin Master Yi mới đó. Mình không biết tên rõ là tên gì nữa. Tại vì lâu rồi mình cũng chưa có cập nhập mấy cái skin mới này, với lại là chưa test skin mới cho anh em xem á.
Thằng nào mà rảnh thì mình sẽ làm vài ba cái video test skin mới giúp cho anh em xem nha. Hồ ôi chú nó tự chạy tới tới mồm như này mà còn không ăn nữa. Chú nó tự chạy vô mồm luôn anh em. Không ăn thì cũng hơi uổng. Combat tiếp đi, combat tiếp đi, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó chạy. Ây da, gì mà không được hỗ trợ ghê anh em. Ảo không? Phải đấu con quy là mình thề là mình trúng rồi đó. À, cái đứa nhảy 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 kìa, nhảy kìa, nhảy kìa. Nhảy nhảy nè. Cái đứa nhảy nhảy là thường chết lắm anh em ơi. À, W, W, W. Nhảy hả mày? Về cái chỗ trước nè. Rồi. Úi xời ơi. Anh em thấy mình xử lý nó hơi ây da. Ây da. Chấm hỏi cái đầu bòi à. Bố mày. 2 đến 1 mà chấm hỏi tao à. Giỡn hả? Rồng kìa, nãy giờ team mình nó team nó không thằng nào thì ăn rồng luôn. À, vừa mới nhắc là team bạn có vẻ như là muốn ăn rồng đó, có vẻ như là muốn ăn rồng đó. Rồi cầm bắt rồng đi đâm ơi, mình sợ gì? Mình năm vết mà sợ, năm mắt gì củ chuối nè anh em. Cứ ra cầm bắt 5 năm thôi, nào ăn biết liền. Nào ăn biết liền. Năm thằng vết tính sơ sơ nữa mà một thằng vết hai cái bóng với lại một người thì một thằng vết là ba cái phi tiêu. Ít năm lên. Né hộ cái luôn. Đấy, em cứ combo thoải mái đi. Thằng này cũng có anti mà sợ gì đúng không? Dâm ba mắt thay gì này sợ gì đó. Đó, sợ gì? Đó, một combo thôi. Giật ngược nè. Từ nay mới sắp hồi đắp. Úi trời ơi, không cần luôn. Hai đổ năm. Quái lời. Nhìn là biết lời rồi. Di này và lay lên full đồ thì mới mong ăn được con Zed này chứ. Lúc mà đầu game Di nó yếu gì mà Zed lúc đầu nó mạnh gì sao mà mất Di đánh lại được anh em ơi. Zed này là thánh sốc đa mọi. Sốc phát Di mất hơn nửa cây. Sao nó chém được cái gì nữa đúng không? Nhìn là biết cái kèo này là nếu như mà Zed nó biết đánh đó là Di sao mà ăn nổi. Và lay Di mới ăn nổi cơ. Let's go, let's go, let's go. Mu 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 mu. Thằng Di, cái thằng Master Di trên top skin đó đúng nổi, đúng nổi luôn, đúng nổi luôn. Không biết skin gì ha, ở đây nào biết thì đừng có bình luận ở phía dưới nha. Chứ mình nhìn thấy hơi lạ, với lại là không biết tên skin đó là skin gì luôn anh em ơi. Mà thằng này nó ấy má vừa mất W rồi. Úi xời vẫn ăn được. Đang chờ gì đó kia chạy xuống nè, hay là nó biến về. À nó chạy xuống thiệt kìa anh em. Chạy xuống thiệt kìa anh em. Hơi delay, hơi delay. Và đó tính WE cứu bạn mà what the fuck. Làm một phát combo xong rồi một giây sau nó mới ra. Hơi delay, hơi delay anh em ơi. Nhìn nhàng mua đồ đó. Lên cái đồ này thì ông nội Di này thì chém hộ cái luôn. Xuyên giáp rồi. Giảm hút máu kiểu nó. Sao mà hồi máu được. Dâm ba gương mô danh, dâm ba cái nội tạ W với chúng tôi. Trời ơi, mình là xanh nhất luôn anh em, mình là xanh nhất luôn. Lại có một ông cân 2 rồi. Người ta mới có 2 ba đồ thôi, mình thì 5 6 đồ rồi. Ồ. Uầy, một mình đâu, một mình ông đó cân 3 luôn hả? Không gọi là biết chơi Zed đấy. Không gọi là biết có chút biết chơi anh em. Mà mình là mình cân 5 đấy. Nè, anh xem nè, một combo nè, anh em tin không? Trời ơi. Holy shit. Khi mà quái xanh thì không cần combo. Đúng sai không một combo. Quái chuẩn là chi anh em ơi, chỉ cần combo trúng thôi là được. Không kia kêu what? Là cái gì? What là cái gì?
nó nhiều quá nè em ơi. Ôi chiếc bầu kêu của tôi. Oh shit. Mình quy e nó chậm quá nè em ơi, delay kinh khủng. Mà không sao, trơn hồ cũng quen à. Anh phải đau mất chiếc bầu kêu, hơi tiếc một tí. Mà không sao, không sao. Trời ơi, mình nó mạnh kinh khủng rồi. Giờ mình về là mình full đồ luôn nè anh em. Người ta thì mới có 2-3 món thôi. Anh em nhìn kìa. Team mình đã team nói luôn á, ai cũng có 2-3 món thôi mà mình về phát này mua đồ là full đồ luôn rồi nè. Quá xanh rồi. Anh em về đi cho team nó ra chơi với. Ok. Anh em cứ bình tĩnh nha, mình combo từ từ thôi mọi người, tại vì trên đây combo nhanh không được. Ở bên server này combo nhanh không được nha mọi người, chúng ta phải cứ combo từ từ thì mới được nha. Anh em chưa rồi mình hồi mất nhanh ông vừa mới Sajuro để giết kia xong giờ hồi tiếp rồi nè. Đúng là cái sự kết hợp của 40% giảm gian hồi chiều quá anh em. Vừa mới Sajuro giết kia xong nha, giờ hồi tiếp rồi nè anh em, thấy ảo không? Tại vì Sajuro của mình đang là 3 nó á. Kinh khủng thật, một combo nè. Né không? Né không? Phải combo cứ từ từ thôi. Hello. Ui chú rồi hồi có 20 giây anh em ơi. Holy shit. Chú rồi mình hồi có 20 giây à. Vừa mới giết xong hồi tiếp nè. Hey. Full đồ nha anh em ơi. Mình full đồ gọi là sớm nhất cái game này luôn rồi đó. Let's go, let's go, let's go. Full đồ xanh như này. Chiều cuối mình hồi có 20 giây thôi. Giờ thêm con rồng rồng gió này nữa chứ. Thêm 10% giảm nhân hồi chiều cuối nữa anh em ơi. Rồng gió mình nhớ không nhầm là tăng 10% giảm nhân hồi chiều cuối nha. Giờ chiều cuối mình hồi thì thôi rồi, chắc là mình nghĩ là một trong một cái combat là mình ít nhất là phải được xài chiều cuối 2-3 lần đó anh em. Nếu mà combat lâu dài. Ơ nhiều mình đó. À không phải nhường mình anh em. Mình tưởng nó nhường mình mà ai ngờ nó nhường mình thiệt. Mà có vẻ như nó không nhường mình. Úi xòi. Ây da. À bên đây delay thiệt. W R nó không ra luôn, đúng là quả báo thiệt mà anh em. Vừa mới giành blue của con kia cái bay vô ảo tưởng nó chết luôn à. Quay lại rồi. Hơi lon từ vị trí của Zed nha, hơi lon nha. Đánh giá ông Zed kia combo có hơi lon, combo chơi luôn. Trời quy hụt mà chết rồi, xong rồi. Cái tầm này tụi bắt tự nhiên nó bắt đầu mạnh rồi đó. Mình thì full đồ sớm nên mình mới có thể củ hành được chứ giờ mấy mắt tự nhiên bên nó cũng gọi là ngang đồ với Zed bên mình đó nè. Đấy, giờ nó chém nó thôi ngu người luôn. Rồi xong rồi, thấy bị lật kèo đó. Con nào lật kèo không biết nha, chứ mình nói là con Master Yi nó lật kèo cực kỳ dễ luôn. Con nào thì mình không biết. Đó. Cứ quăng game đi, cứ quăng game đi. Con nào thì mình không biết chứ con Master Yi này là lật kèo dễ cực kỳ luôn á. Một em. Hai em, ba em, ôi trời ơi luôn. Tôi gánh được đầu hàng cái gì. Ủa đồng đó. Ôi fuck. Combo không được luôn em ơi. Mình đang tiến chạy câu giờ đội hồi cái R với lại là W á. Tem đang Baron luôn ông ta. Nó còn 2 Master Yi không à. Mình giết kia Ray chết cái coi. Nàng Baron kìa. Hay rồi. Quá đẩy vô. Trời không cướp Baron được. Trời ơi. Hay. Mặc dù tem nàng Baron nhưng mà tem nó
không có được búp á anh em. Cũng được rồi, cũng ngon ngon ngon. Tem năng baron mà tem nó không được búp thì tem nó cũng không có làm được cái gì đâu. Tem nó chơi hơn tiền mình tí thôi. Mà tính ra mạng với lại là chủ tem mình ăn thì cứ gọi là không có kể rồi. Ông mất thế giới này gần full đồ nè. Có một ông anh kia 14 mạng đang rất là xanh. Cái ông đó nãy giờ hình như là gánh tem hay sao á. Gần full đồ kìa, một món nó full đồ luôn. Ông kia cũng sắp full rồi. Mấy anh giết bên mình thì toàn là gần full đồ không anh em ơi. O này anh em ơi. Ở mid win luôn nè. Let's go. Ở mid đi các bạn ơi. Bất lẽ chăng đây. Có được hay không? Có thành công hay không? Xém thành công. Thành công rồi. Nice sir. Ngon. Rồi, lời người đó. Mình nghĩ là mình nên ở mid end game luôn rồi ta. Sợ là play mất thời gian này là kèo ghê lắm anh em ơi. Là kèo mất thời gian này là kèo như cơm bữa luôn. What the. Ổ quá anh em. Combo gì ổ quá anh em. Lật kèo với chúng tôi. Trời lộn quá. Úi ôi lộn quá. Lật kèo với chúng tôi. Chúng tôi giết man mà. Lật sao được bọn ơi. Thôi chắc quên luôn nha anh em ơi. Ok và tất cả anh em tạm biệt em nha. Hẹn gặp lại anh em sau. Bye bye.